Hello Dan, welcome back to Anderson Motorcycle. Hôm nay mình muốn nói về một cái topic nhỏ nhỏ, đó là khe hở xung bắp. Thì đây là một phần của bảo dưỡng trên xe. Bất kể xe nào, xe phân khối lớn, xe mô tô hay là xe tay ga, bất kể là xe nào, cái khe xung bắp đều rất là quan trọng. Thì mình đây á, không giữ trình, thì mình sẽ nhờ Anderson giải thích cái vấn đề này cho anh em ha. Hello Dan, mình là Anderson đây. Thì khe xung bắp á, nó đóng vai trò rất là quan trọng ha. Thì khi mà cái cam này nó xoay á, thì cái phần cái khúc này nè, bắt đầu từ cái khúc này thì nó bắt đầu sẽ đè khe xung bắp đi xuống, thì lúc đó nó bắt đầu xung bắp nó mở ra và nó có nhiệm vụ, ví dụ mà bên nạp á thì bắt đầu nó cho khí đi vô, khí và xăng vô, còn bên xả nó bắt đầu xả khí ra. Thì cái này được đóng lại bằng cách là cái lò xo nó nhiệt ngược lên. Thì cái đó là cái lò xo xung bắp, lò xo bình thường trên tất cả rất là nhiều loại xe. Tuy nhiên trên Ducati á thì nó xài Desmotronic. Thì cái đó là có một cái cây kéo để đóng, một cây đẩy để mở. Thì nó hai cây nó hoạt động khác nhau. Đấy, hai cây nó hoạt động nó độc lập với nhau. Cho nên nó sẽ có hai cái loại shim khác nhau, có một shim đóng, một shim mở. Thì mình muốn nhắc tới anh em cái phần nhỏ nhỏ đó là khi mà chạy xe á, mỗi máy á, sẽ có một cái lực bảo dưỡng riêng của nó. Thì cái khe xung bắp cần phải được kiểm tra trong khoảng từ 10-12.000 cây. Thì trên xe cái chiếc Yamaha của mình đó thì mình đọc thấy 12.000 cây là phải kiểm tra, hoặc là trên chiếc Xenor là phải 12.000 cây là phải kiểm tra khe xung bắp, kiểm tra thôi chứ chắc là phải canh lại, phải tháo hết ra, tháo cái cam này, canh nếu như là sim, còn nếu như cái loại đầu bằng ốc á thì cần mở ra chạy chỉnh lại là xong. Thì có ba cái trường hợp chính đó mình thường gặp á, là khi mà không chỉnh này á, khi mà cái này á nó bị do là cái này nó, cái khe này nó nhỏ quá, thì cái này lúc nào cũng có cái hướng nó đi xuống nhiều hơn thì nó mở lâu hơn, thì dẫn tới tình trạng là cháy xung bắp, tức là cái mũi thang nó đóng đầy trên đây. Thì cái nếu như mà đóng đầy trên đây dẫn tới là hở bùng nổ trong cái thì nén đi lên á, thì tất cả các xung bắp nó phải đóng lại hết, thì bên trong nó mới nén lại tất cả các khí và xăng, nó nén lại hết giữ đó thì bắt đầu nó nổ đi xuống. Nếu như mà khe này bị hở thì cái compression đi lên thì có bao nhiêu khí đi ra hết rồi, thì từ đó nó dẫn tới là nó không có đủ, nó không có power như là lúc mà cái này đóng lại hết. Và cái thứ ba là bị lật timing. Lật timing tức là cái độ trên hình tròn á. Thì thí dụ ha, thì bắt đầu mở cái khe cái gì, cái xung bắp xả bắt đầu mở. Để coi tầm khoảng cho là 120 độ đi. Thì nếu như mà cái này á, nó bị quá nhỏ thì nó sẽ mở sớm, và nó quá rộng nó sẽ mở trễ, nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần gọi là cam timing ở trên xe, tức là cái nói chung là từ cái trục biên á với hai cái cam á, nó phải hoạt động cùng với nhau. Thì cái đó gọi là phải đúng lúc đúng thời điểm thì nó mới đạt được cái năng suất cao nhất. Cho nên á, cái kết luận á, tất cả những cái này á, kết luận là sẽ giảm tối đa công suất động cơ. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ coi thử coi cái xung bắp hoặc là cái đầu bò ở dưới này, và đầu bò bên đây mình gọi là hết, nó nhìn đây như thế nào và làm sao đấy. Thực ra cái này á phải là người hiểu biết, người trong nghề, người thợ mới làm được, thì rất ít có ai có thể tự làm được lắm, tại vì nếu như mà sai sót chút xíu á, có thể dẫn tới là hại máy rất là nhiều. Nên mình khuyên tốt nhất là mang lên ra ngoài. Thì ở Sài Gòn mình biết được có rất là nhiều shop, giống như là Moto Đăng Khoa nè, Moto Lorry nè, hoặc là anh Lâm Michelin nè, hoặc là Nguyễn Chính Đạo nè, hoặc là Đào Phi Anh. Đào Phi Anh thì mình thấy đa số là xe nhỏ, nhưng mà nói chung có rất là nhiều shop. Nhưng anh em tư tưởng ngay cứ mang tới. Ở đây mình chỉ muốn nhắc, không phải là quảng cáo, mà mình chỉ muốn nhắc đó là khe xung bắp cần được chăm sóc rất là kỹ ha, cần kiểm tra đúng thời điểm để tránh mà cái tác hại của động cơ, ảnh hưởng tới động cơ ha. Ok, đây là một cái phần của cái đầu bò Willard. Bên đây mình gọi là cylinder head đó. Thì khi mà cái này là cái nãy mình coi nó cái cam mà nó đè xuống cái xung bắp nó mở ra, thì nó sẽ mở ra như thế này đây. Đó, nó sẽ, đây là sẽ phần nó mở ra nè. Đó. Bên đây là đóng ha. Thì cái khe xung bắp á chỉ kiểm tra được khi nào á mà bốn xung bắp này nó đóng lại thì mới kiểm tra được. Giống như bên đây nè. Ở đây là đóng mở thì nó không có đều.
Đây là mình chỉ minh họa cho anh em thấy là những cách thức mà khi mà thợ họ làm như thế nào đó. Cho nên anh em phải thông cảm cho những người thợ đó là cái việc này không có dễ. Cho nên đừng trả giá họ. Vì con xe của mình, đừng trả giá họ để họ làm với cái sự chính xác cao và với cái nhiệt huyết của họ, không? Thì để xài cái này á, thì như mình phải đo cái su bắp khi mà đo cái khe su bắp đó khi mà su bắp nó đóng, tức là cái cam này nó hay cái cam lốp nó chỉ lên trời, thì mình chỉ cần lấy một cái thước lá, mình chọn cái giữa khe. Và nếu như mà cái này nó đi vô quá dễ, tức là cái này nó cái khe quá rộng, phải chuyển qua cái khác đo lại. Đo đến khi nào á mà mình cảm giác như mình đút vô á mà nó sticky á, nó giữ lại á, cảm giác nó giống như nè, nó giữ lại giống như nè là ok, đó là đúng rồi đó, tức là đúng tới 90%. Thì nó vẫn có sai số ở trọng, nhưng mình không thể nào biết được, tại cái này nó không có chính xác được 100% được, tại chưa có dụng cụ nào mà đo được cái khe subup bằng chính xác 100% đó. Này chỉ là cái feeler gauge, tiếng Anh gọi là feeler gauge, tức là cái cảm giác, thì ở Việt Nam gọi là thước lá, vậy thôi, rất là đơn giản. Cho nên anh em đừng quên bởi check khe subup, nó rất là quan trọng, rất cực kỳ quan trọng, không? Đừng có bỏ quên đó, nó là ảnh hưởng tới tuổi thọ của máy á. Ok, nếu như mà anh em mà thích video này của mình á, hãy share nó, like và share, mà giới thiệu cái channel của mình cho những anh em khác để có anh em có dịp theo dõi những cái video kế tiếp của mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi cùng mình trong suốt cái khoảng thời gian qua. Ok, chúc anh em cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye anh em. À quên, đừng quên là mình đang chạy một cái mini game, là comment tên đầy đủ, tên Facebook của bạn và cái chữ khóa Megatool ở dưới cái video này, hoặc là những cái video nào mà ra mắt sau ngày 7/6, thì đầu tháng 8 mình sẽ chốt lại, mình sẽ tặng một bộ Megatool, tức là cái bộ là can sơn và chỉnh sơn bằng laser. Cái mini game này là dành cho tất cả các anh em ở Việt Nam, cho nên anh em cứ tham gia, mạnh dạn tham gia vào và đừng quên chia sẻ channel của mình nha. Ok, channel càng phát triển anh em sẽ có thêm nhiều quà từ mình. Chúc anh em may mắn trong cái mini game. Bye bye, hẹn gặp lại.